<laughs> thì ai cắt tóc tựa quần được tít? Hả? Ai cắt <laughs> tóc tựa quần? Ai tóc quần còn cắt tóc tựa quần được tít? Con cắt! Con cắt hả? Thế con lấy cái gì con cắt? Con cắt! Con cắt gì thế nào? Con cắt thử đây! Con cắt Con cắt lại cho bác xem nào! Rồi! Cắt, cắt lại này bác xem nào! Đằng lão phải cạo thôi! Cắt thì thế hả? xong xong con cắt thì thế hả? Ôi rồi ôi! Chết rồi! Tự tài cắt tóc, stylist nhí cũng phải khóc thét khi ngắm thành quả của mình Cha mẹ thì được phèn cười bể bụng Việc cắt tóc của lũ trẻ không hề dễ dàng Vì ít bé nào chịu ngồi im cho người lớn làm đẹp Nếu chúng chịu ngồi im hoặc tự giác cắt tóc thì thế nào cũng gây ra thảm họa Đừng cử như cậu nhóc hiếu động dưới đây này Chưa rõ đầu đuôi sự việc ra sao nhưng khi gia đình phát hiện ra tóc còn bình bỗng trụi húi một mảng như lũ quét qua rừng thì đã quá muộn bé trai khóc tré lên sau màn gạch dài còn mọi người xung quanh thì âm bụng cười ngặt nghẽo sau khi hỏi han và tịch thu tan vật kê họa ông của bé đã giúp cháu sửa lại quả đầu nham dở bằng cách cắt trọc luôn bé trai tự cạo một đường không thể cứu vãn đổi nên gia đình đành phải cắt đi hết chờ ngày tóc một lại đều hơn Mắc cười hơn nữa là khi biết mình đã bị cạo trọc, bé trai liền lấy tay ôm đầu bóp trắng, che mặt đi ra vẻ khổ tâm lắm. Hàng trăm bình luận khen bé đáng yêu, có đứa con trai mặn bòi như thế tuy cũng vui cửa vui nhà lắm ấy chứ, phải không các mẹ? Chẳng biết cậu nhóc đã biết trừ tội nghịch tông đơ ra chưa, nhưng sau này có lẽ bé không dám tự cạo đầu như vậy nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.